Xin chào cả nhà, hôm nay nhà em sấy mẻ thịt trâu nhé mọi người nhé. Đây, anh dâu nhà em đang sấy thịt trâu đây, đang ướp thịt trâu mọi người ạ. Mẻ thịt trâu này rất là ngon, thịt trâu này to lắm. Đây. Ai ăn alo nhé. Ai ăn alo nhà em nhá mọi người nhá. Thịt trâu nhà em ướp chuẩn vị Tây Bắc luôn nhé mọi người. Đây, miếng thịt trâu đây. Thớ dài lắm. Quá ngon luôn. Mọi người ăn thịt trâu sấy, bò sấy, lợn sấy, lạp xưởng thì liên hệ số điện thoại 0977 831 117 để được tư vấn và ship nhé mọi người nhé. Đây, thịt trâu quá là ngon luôn. Đấy. Mới đang ướp thôi mà đã thơm lắm rồi. Uống bia ăn Tết thôi rồi. Đây. Đây, nhắm bia, nhắm rượu, làm quà biếu Tết thì quá là hợp lý. Quá là ok luôn.